Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, tại giao lộ đường 30 tháng 4 và đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Thời điểm này, tài xế tên C, L ngụ tỉnh Sóc Trăng điều khiển xe tải lưu thông trên đường 30 tháng 4. Đến khu vực nói trên, xe tải do L điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy do một người nữ điều khiển, chở theo một người khác. Sau cú va chạm, hai người trên xe máy ngã xuống đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong, chưa rõ danh tính là sinh viên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều có mặt tại hiện trường phối hợp điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.